Alo chị ạ, chị xuống nhận hàng giúp em ạ. Vâng. Tôi không ngờ bao nhiêu năm anh lại làm thằng shipper đấy. Yêu nghề quá nhỉ. Vân à, dạo này em sao rồi? Cuộc sống vẫn tốt chứ? Tất nhiên là tốt rồi. Tôi đi làm công ty lớn, lương lại còn cao. Chứ ai như anh, chỉ mãi là thằng shipper quèn. Vân này. Dạ. Anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì vậy ạ? Chúng ta cũng quen nhau được một thời gian rồi. Anh thực sự rất thích em. Em đồng ý làm người yêu anh nhé. Hôm nay anh bị làm sao đấy? Sao tự nhiên lại tỏ tình với em? Anh thấy chúng mình cũng ở trong mối quan hệ mập mờ lâu rồi. Giờ anh không muốn như vậy nữa. Em cho anh một cơ hội nhé. Anh tỉnh lại đi. Em quen anh, em cũng chỉ coi anh là bạn thôi. Chúng mình không hợp nhau đâu. Nhưng chẳng phải chúng ta đang rất thân mật sao? Em cũng đang thích anh, đúng không? Thân mật là một chuyện, còn yêu đương là một chuyện khác anh ạ. Vâng, cho anh một cơ hội nhé. Anh hứa sẽ không để em thất vọng đâu. Anh thề đấy. Anh đừng có đùa nữa. Anh lấy tư cách gì mà đòi tỏ tình với tôi? Tiền thì không có, mà bày đặt yêu với chẳng đương. Thân anh còn chưa lo được thì làm sao mà lo được cho tôi? Em xin lỗi. Em chỉ đi chơi với anh cho vui thôi, chứ anh không phải là người em thích. Nhưng mà anh... Thôi, anh đừng có nói nữa. Nếu như anh đã vậy rồi thì từ nay chúng ta không cần gặp nhau nữa đâu. Bao giờ anh có tiền thì đến gặp em và nói chuyện yêu đương. Thì ra em quen anh là để lợi dụng thôi sao? Em có ép anh đâu, là anh tự nguyện mà. Với lại em đâu có bảo đi chơi với anh, thân mật với anh, nhận quà của anh là em sẽ yêu anh. Anh tỉnh lại đi, đừng có mơ mộng nữa. Được, anh hiểu rồi. Anh sẽ không phiền em nữa. Từ nay xem như chúng ta không có gì. Thì vốn dĩ là không có gì mà. Anh tự suy nghĩ lung tung thôi. Bây giờ anh cứ đi kiếm thật nhiều tiền đi. Anh thành công rồi, em sẽ làm người yêu anh. Vậy thì chúc em may mắn. Sao thế? Sao mà anh đần người ra thế? Vẫn còn lưu luyến tôi à? À không, sau bao nhiêu năm em vẫn như vậy nhỉ? Mở miệng ra là chơi ba người khác. Những người nghèo hơn tôi, kém cỏi hơn tôi thì đương nhiên tôi có quyền chê rồi. Anh cứ đi kiếm thật nhiều tiền đi, biết đâu tôi lại suy nghĩ lại. Bây giờ dù anh có nhiều tiền thì cũng không đến lượt em nữa. Anh nói cái gì? Anh cũng có ngày nhiều tiền á? Hàng của em đây, anh bận phải đi rồi. Của em hết 100.000. Tiền thừa anh cứ cầm lấy, coi như là tôi tip cho anh. Em hào phóng quá nhỉ. Nhưng mà anh không cần đâu. Trả lại cho em này. Thôi, người ta cho thì cầm lấy, không phải ngại. Cẩn thận bệnh sĩ chứ trước bệnh tim đấy. Đây, tiền của cô đây. Khách hào phóng nên là bo cho cô hẳn 100 nhá. Em cảm ơn anh. Anh đã giúp em rồi, còn tiền khách bo thì anh cứ cầm đi ạ. Tôi giúp cô có một chút thôi mà. Cô cầm lấy, đừng ngại. Mà chân tay của cô còn đau nữa không? Cảm ơn anh. Chân tay em cũng đỡ rồi, may mà có anh giúp. Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Cô ơi, cô có làm sao không? Chân tay tôi đau quá, không biết là có trạch khớp hay là gãy ở đâu không nữa. Ừ.
Hay là để tôi đưa cô đi bệnh viện nhá. Thôi, không cần đâu. Tôi còn phải đi giao hàng cho người ta, không được muộn mất. Nhưng mà cô đang đau thế này, làm sao mà đi được? Hay là cô cứ đi khám đi, sức khỏe là quan trọng. Cảm ơn anh, nhưng mà tôi phải đi giao hàng đã. Nếu không, tôi sẽ bị phạt đấy. Thế cô giao hàng có gần đây không? Tôi còn một đơn ở tòa nhà bên kia kìa. Giao xong đơn này, tôi đi về cũng được. Thôi, bây giờ thế này, tôi đưa cô ra quán trà đá bên kia đường. Cô ngồi nghỉ ngơi một lát, xem chân tay thế nào. Còn cái đơn hàng này, cứ để tôi giúp. Như thế thì phiền anh quá. Anh đã giúp tôi như thế này rồi. Không sao, chuyện nhỏ mà. Với lại cũng gần đây, tôi đi một tí là xong. Cảm ơn anh. Thời bây giờ hiếm người tốt như anh lắm. Có gì đâu, giúp được người khác cái gì thì mình nên giúp mà. Bình thường tôi đi giao hàng, người ta còn nhìn tôi với ánh mắt thiếu thiện cảm cơ. Không ai được như anh đâu. Thì có người này người kia mà. Thôi, để tôi đỡ cô ra kia ngồi nhé. Chủ tịch ạ, em gửi báo cáo khảo sát về công ty PJ. Tình hình bên họ thế nào? Dạ, bên họ đã họp cổ đông và đồng ý bán tất cả cổ phần cho bên mình. Nếu không có gì thay đổi thì sang tuần mọi thủ tục sẽ được hoàn tất, có thể sáp nhập được rồi ạ. Có ai trong số cổ đông của họ phản đối không? Dạ, tất cả đều tán thành, vì nếu không bán họ sẽ rơi vào tình thế khó. Công ty của họ đang bên bờ vực phá sản ạ. Tốt lắm. Nhưng mà chủ tịch, em có điều này thắc mắc ạ. Cô cứ nói đi. Tại sao chủ tịch lại chọn thâu tóm công ty PJ? Công ty này đang làm ăn thua lỗ mà, liệu có ảnh hưởng gì đến tập đoàn mình không ạ? Họ thua lỗ thì mới bán lại cho mình. Làm gì có công ty nào đang làm ăn tốt mà lại để cho người khác hưởng chứ? Chủ tịch nói cũng đúng ạ. Tôi thấy PJ cũng là công ty tiềm năng đấy. Chẳng qua là họ điều hành kém thôi. Tôi sẽ thay đổi nó. Chủ tịch đúng là người có tầm nhìn xa. Cổ đông bên đó đồng ý bán lại cho mình là phải ạ. Thôi được rồi, cô về làm việc đi. Dạ vâng ạ. Anh đem đi shopping nhé. Ơ, lại gặp nhau à? Anh đang đi đâu đấy? Đi giao hàng à? Nhìn tôi giống là đi giao hàng lắm sao? Thế anh đến đây làm gì? Định theo đuổi tôi lần nữa à? Ai đây em? À, trước đây anh ta theo đuổi em đấy. Anh có biết bây giờ anh ta đang làm nghề gì không? Làm gì rồi? Làm shipper đấy. Thế mà cũng đòi tán em á? Thế mới buồn cười. Cốc kể đó ăn thịt thiên nga à? Xem ra em hãnh diện về bản thân mình quá nhỉ. Không nhé, tôi lại hãnh diện về anh à? Còn đây chắc là người yêu của em à? Này, tốt nhất mày nên tránh xa Vân ra. Mày không có cửa đâu. Anh hiểu nhầm rồi. Tôi thích cô ấy là chuyện của mấy năm trước thôi. Biết thân biết phận thì chịu khó làm shipper đi. Sau này giàu có thì kiếm bạn gái sau. Cảm ơn những lời khuyên quý giá của anh. Này, tôi cũng không định nói đâu. Nhưng mà nhìn anh chẳng có tí tương lai nào cả. Nên tôi sẽ giới thiệu cho anh biết người yêu của tôi đang làm nghề gì, để anh lấy đó mà làm động lực phấn đấu. Thôi, em không cần phải nói ra đâu. Nó lại xấu hổ, không biết chui vào đâu bây giờ. Em cứ nói đi, anh đang lắng nghe mà. Thế thì để tôi nói cho anh biết, anh Hùng là phó giám đốc của công ty PJ đấy. Chỉ là phó thôi à? Anh còn tưởng bạn trai của em là giám đốc cơ đấy. Anh Hùng làm phó giám đốc thôi mà anh đã không bằng được rồi. Anh Hùng mà lên giám đốc chắc anh đái ra cuồn mất. Thôi mà em, em đừng dọa người ta thế, người ta áp lực đấy. Nói chung là anh lên được chức phó giám đốc ấy, cũng là giỏi rồi. Nhưng mà tôi khuyên anh nên tiết chế lại, đừng kiêu ngạo, không hay đâu. Em xem kìa, nó đang dạy đời anh đấy. Kệ anh ta đi, mình đi ăn thôi anh. Tao cảnh báo mày, đừng có làng vảng quanh Vân. Nếu không, tao không tha cho mày đâu. Tôi chỉ sợ có ngày cô ta lại muốn ở bên tôi mà rời bỏ anh thôi. Bố thằng điên. Này, em biết tin gì chưa? Tin gì ạ?
công ty của mình sắp bán cho tập đoàn ABA rồi đấy. Thật á anh? Sao tự nhiên lại bán? Do làm ăn thua lỗ nên phải bán thôi. Vâng. Mấy năm nay tình hình kinh tế cũng khó khăn thật. Thế nhưng mà tại sao công ty lớn như thế lại thâu tóm công ty mình ạ? Điều đó thì chỉ có họ mới biết. Mình làm sao biết được. Nhưng mà có một điều anh đang lo. Anh lo cái gì? Không biết sau khi sáp nhập, cái chức phó giám đốc của anh có giữ được không nữa. Thế bây giờ phải làm thế nào ạ? Thì phải chờ, chứ biết làm thế nào. Có khi nào họ sẽ thay người vào chỗ của anh không? Anh cũng chưa biết được. Nếu mà họ cho nhân viên của họ sang thì chắc là họ sẽ thay. Thế thì anh phải làm cái gì đấy để giữ lại cái ghế của mình chứ. Anh cũng đang nghĩ cách đây. Tự nhiên lại xảy ra cái chuyện này. Không chỉ anh mà tất cả mọi người cũng đang lo lắng. Anh ơi, hay là mình đi cửa sau trước đi. Bởi vì đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà. Anh cũng nghĩ đến cách đấy rồi. Nhưng mình có quen ai bên đấy đâu, biết mang tiền cho ai được. Bằng mọi cách anh phải giữ được cái ghế đấy. Nếu mà anh mất đi vị trí này thì em có còn yêu anh không? Anh hỏi gì lạ thế? Em yêu anh có phải vì tiền đâu. Em muốn anh giữ được cái ghế đấy là sau khi mình cưới thì chúng mình sẽ đỡ vất hơn ấy. Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng. Một lát nữa chủ tịch tập đoàn ABA sẽ đến. Hai người chuẩn bị đón tiếp cho chu đáo nhé. Dạ vâng ạ. Khi nào bên đấy chính thức lên nắm quyền điều hành đấy ạ? Mọi thủ tục đã hoàn tất rồi. Giờ chỉ chờ ngày họ sang tiếp quản thôi. Chị nghĩ muộn nhất là sang đầu tuần tới. Nhanh vậy cơ ạ? Người ta là tập đoàn lớn, làm việc tất nhiên là phải nhanh gọn rồi. Thôi, đến giờ rồi, hai người chuẩn bị đi. Anh đã có kế sách gì chưa? Đến giờ này thì anh chịu rồi. Đến đâu hay đến đó vậy. Anh chị đến rồi ạ? Sao anh lại đến đây? Em nói cái gì đấy? Em quen chủ tịch Cường à? Chị nói cái gì ạ? Anh ta là chủ tịch à? Sao thế? Trông tôi giống làm shipper hơn à? Thế là hết rồi. Mời anh vào bên trong tham quan công ty. Bình tĩnh. Tôi muốn nói trước với hai người này đã. Em cứ đi vào tham quan trước đi, lát anh vào sau. Tôi xin lỗi. Tôi không biết anh là chủ tịch. Mong anh bỏ qua cho. Tôi bảo anh rồi, mới chỉ làm đến chức phó giám đốc thôi, thì nên khiêm tốn một chút. Đằng này chưa gì đã tự cao tự đại thì gặp quả báo sớm lắm. Tôi biết sai rồi, tôi sẽ thay đổi mà. Mong anh bỏ qua cho tôi lần này. Anh Cường, sao anh không nói với em sớm? Anh lại làm em hiểu lầm rồi. Thật ra là em cũng không có ý gì đâu. Em chỉ muốn nói như thế để cho anh có động lực phấn đấu thôi. Em muốn tốt cho anh mà. Tôi đoán chắc cô đang tự trách bản thân mình nhiều lắm. Anh Cường, lúc đấy em từ chối anh là để cho anh có động lực cố gắng thôi. Chứ em vẫn yêu anh mà. Nói gì thì nói, tôi cũng phải cảm ơn cô vì đã từ chối, chê bai, khinh bỉ tôi để tôi có được như ngày hôm nay. Nói vậy là anh vẫn còn tình cảm với em đúng không ạ? Nếu bây giờ tôi cho cô một cơ hội quay lại thì cô có bỏ anh ta không? Em với anh ta chỉ là bạn thôi. Anh đừng có hiểu nhầm ạ. Em nói cái gì thế? Em bảo em sẽ cưới anh cơ mà. Anh đừng có ảo tưởng. Tôi nói cưới anh khi nào? Tôi nói cho anh biết, tôi chưa bao giờ yêu anh cả. Trong lòng tôi chỉ có anh Cường thôi. Cô đồ đê tiện. Cái loại như cô sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu. Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Nhìn hai người tôi thấy buồn cười lắm. Anh Cường, em đã cắt đứt quan hệ với anh ta rồi. Trong lòng em chỉ có anh thôi. Anh cho em một cơ hội nhé. Tôi chỉ thử cô vậy thôi. Thà rằng cô vẫn một mực yêu anh ta thì tôi thấy cô vẫn có lòng tự trọng. Nhưng mà hình như tôi đánh giá cô hơi cao rồi. Anh... Trước khi chúng tôi điều hành công ty, tôi không muốn nhìn thấy hai người này nữa.
tôi lên phòng họp trước. Dạ vâng ạ.